Theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Unicorn Cyber họ sẽ bắt cho mình được hai mạng hay không? Chu và Khang S đang di chuyển rất lâu cho đúng này. Xảy rồi. Nổ tung rất dễ dàng và double kill cho vị trí của Pháp của Unicorn Cyber. Cú tăng tình cảm của cả hai team. Xí tốt cho vị trí Smell. Smell có được mang vị trí Fujin rồi nhưng Linux xuất hiện ở đây. Nhấp nhả rất tốt từ đúng này. Suban tiếp tục có được từ đúng nóc được vị trí của Maruno. Và chúng ta thấy hầu như từ Boy Summer Game cũng bắt đầu di chuyển. 74L1 bắt đầu mở cánh xấy tốt với khẩu Skyline. Nhưng đó từ đúng nằm rất thông minh từ vị trí Fujin. Tony và Smell lần DX là thành viên cuối cùng thì phải. Một tình huống gạt nhỏ trước đó đã có màn được vị trí anh quân rồi. Nét được trả lên từ đúng này. Di chuyển Tony. Wow. Ui tí nữa tôi thì 74L1 nằm xuống rồi. Mèo có luôn bàn vị trí của Ron. DVC Nick Gaming đang đụng độ với Greedy Spock tại Gasca. Sấy từ vị trí của Long Ca, 19 cent tiếp tục đã phải nằm xuống rồi. Tà Bào vẫn đang kề mà thôi. Mèo nhấp nhà ở đây, sấy quá tốt vị trí của Mèo. Tuyệt rồi. Và DBC Nick Gaming đem về điểm bằng thứ 3 rồi. Mèo công vào rồi, sấy tốt từ vị trí của Minh Quân. Ôi. Ok, móc ngay. Mèo được cứu. Có một trái nét nha, vừa thả xuống. Đúng không? Ui, nhiều tối đi chưa? Em vừa thấy mà đó từ đúng mà trước khi Minh Quân nằm xuống đã kịp rút cái chốt trái nét và khiến cho Long Ca đã phải nằm xuống rồi. Rất tinh. Sa Bao là thành viên cuối cùng của DBC Gaming. Quá khó khăn với diễn viên của game đấu này. Sa Bao bỏ DBC, tôi nghĩ là khó có cơ hội làm gì đột biến ở cái map đấu thứ 6 này. Chúng ta cần phải để ý vào vị trí của Tài Con. Đang có một từ đúng móc. Tài Con thấy với mình được vị trí tuấn giác rồi. Ô, làm từ đúng sấy công 2 mà thôi. Tài tự tin với những từ đúng sấy của mình. Tự tin hơn và quyết định chính xác hơn. Bởi vì kỹ năng của Tài Con thực sự đang là top 3 của pro player Việt Nam rồi. Tài Con và Hải Saki. Bắn đầu quá. Bên này là một tình huống tràn bom tốt của Basil. DBC Gaming Sao Bao dừng lại ở vị trí thứ 13 rồi. Gaming Esports chỉ còn một thành viên mà thôi. Đẩy lên từ Tài Con ngay bên trái. Vẫn trên chưa thấy được rồi. Tốt từ bên phía của Sibirus rất tốt. 6 kill. Đằng sau Divine bắt đầu táp rồi. Divine nếu như gục, chỉ cần Divine gục được một thành viên của KTBT Team Circuit thì họ sẽ công lên mà thôi. Bởi vì Divine cùng với Circuit đang cạnh tranh ngôi vị thứ 2 và ngôi vị trí thứ 3. Nam Si knock được cho mình ở vị trí thanh luôn rồi. Divine họ vẫn chưa có thông tin. Đó là cái KTBT Team Circuit. Hima xây từ đúng này. KS từ vị trí của Hima. Hima đem về một điểm ở gục nữa. Và Hima đang tạm thần giật ở vị trí thứ 2 của ngôi vị MVP rồi. Ô, quả bom của An Phát vừa làm nhẹ hai thành viên. Không thành công. Và dừng cuộc chơi. Đó là Sibirus. Ui, Hima đã có nhưng mà được 2 điểm ở gục rồi. Hima đang vươn lên bằng ngôi vị MVP cùng với đó là EasyLoveOne của team Game Home. Và chúng ta thấy được Himat cùng với đó là cái KTBT Circuit đang bắn rất tốt ở bên này. Bà Đàn bắt đầu công lên rồi, xấy tốt từ vị trí của MBK. Một tình huống một lách ba hoàn toàn DAC và DAC dừng lại ở vị trí thứ 8. Nếu đó là tình huống ném trước hơn một chút xíu thì khả năng là có mạng rồi. Ui. Nicky nằm xuống rồi. Quả đét nào đến đây nữa không ta? Có này. Tụi tôi cần phải té, nên té. Ôi rồi lại là quá nhiều. Họ cần một số điểm an toàn để vượt qua KTBT Team Circuit của chúng ta. Một cái nét tốt rồi. Hay này. Divine vẫn còn. Nhưng Circuit họ vẫn còn ở đó. Divine họ cần phải cẩn thận khi Circuit là team đang đứng ở vị trí thứ 2. Một trong những bất ngờ của giải đấu của chúng ta. EasyLoveOne thấy tốt rồi nhưng Diane là người có mạng. Nhấp nhả quá kinh khủng và double knockout cho vị trí của đó là Diane. Nhưng vừa nói xong thì Divine cũng dừng lại vị trí thứ 7 rồi và khả năng thì Circuit Esports họ sẽ có cho mình ngồi vị thứ 2 mà thôi. Maugi như vậy là vị trí top 1 server có luôn mày vị trí của Đức Hiếu. Server Game dừng lại vị trí thứ 6 rồi. Nét được trả lên. EasyLoveOne nằm xuống rồi. Và nhưng quả nét thì lấy đâu ra để có thể né đây. Và Himat đang có cơ hội để vượt lên vị trí của EasyLoveOne trên bảng MVP của vòng chung kết này. Ôi và như vậy các thành viên của team Venice Gaming họ đang làm một điều rất bất ngờ. Và các thành viên Game Home họ đang xem livestream này thì họ đang rất là kiểu vui mừng ấy. Và tiếp tục là Bigino đang cản cái tình huống mà các thành viên team Circuit họ vươn lên tại MVP. Một viên đạn và hốc mắt trái, không biết làm thế nào để ngăn cái viên đạn đó đây. Gầm cỏ. Thấy đâu rồi, thấy rồi. Ui chưa thấy. Thấy rồi. Tôm tôm vị trí của số 1 cầu giấy có được 7 vị trí của tôm cầu. Nét được trả lên. Còn ai đây ta? Vẫn còn một thành viên. Bigino, Mizuno 2 thành viên. Và nó sẽ là 2 đấu 3. Tay nhưng chưa đủ, yếu rồi. 1 đấu 3, 1 đấu 2. Casino chết ngoài bò và chiến thắng dành cho bên phía của An Phát Paradise. Tuyệt vời. Theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports.